Chào các bác. Hôm nay có ông bạn tận Bình Phước nhờ em đi mua hộ cái bót nái. Hôm nay em vào bãi, tiện thể quay luôn cho các bác xem bãi Tiền Lỗ. Đây là một trong những bãi mà bán đồ đời cao. Đấy, ví dụ như con này. Đấy, cái này là từ bên Hàn Quốc về, máy số Xen này. Vinh đai Xen đấy. Đây, máy của nó đây. D6CF nhá. Đó. Con này thì về cả số, cả máy, cả két nước đầy đủ hết. Đấy, các bác thấy không? Máy quá nhiều. Đấy. Con kia là CB này, D6CB này. Đây. Còn đây là D6HA này. Máy HA nắp trên 3 chân, vinh đai 3 chân đấy, 3 chân xịn này. Đó, D6HA này. Đây, con này cũng HA này. Đó. Còn con này thì CCE này, D6CE này. Đó. Toàn máy đời cao này. CE thì nó nắp từ đời 212 độ lên này. Đó. Còn CF này là đời 214 này. Đây, đầy đủ hết này. Cả dàn nóng này. Bót nái. Đó. Đồ gì cũng có. Đây là dí này, dí trước này. Còn trồng cao kia là lốc trụ cơ. Cái này thì chủ bãi người ta đã bán hơi với cả mặt máy kim phun rồi, còn lại lốc mới trục. Đấy, cầu. Toàn bộ là bãi này là bãi bên Hàn Quốc về nha, không phải bãi Việt Nam phá đâu. Việt Nam mình thì làm gì dám phá tới những cái con máy CF, CE, CG. Đó. Đây là máy số xe khách. Tăng bua, hộp số, đủ các loại. Đó. Đây, D6CF đây. Các bạn thấy không? Rất là mới. Đây. Những cái bộ hơi bãi này thì lắp để đảm bảo chạy ngon lành cành đào luôn. Không phải suy nghĩ. Thay hơi mới chưa chắc đã bằng được. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Lốc trục cơ bơm lái này, lá côn bàn ép này. Vẫn đẹp long lanh này. À. Quá nhiều luôn. Đây là em mới quay phần trong nhà nha. À đây. Cầu đây. Đây. Máy này là máy 2 tấn rưỡi này. D4DD này. Đấy, máy Hàn Quốc về này. Đẹp không tí vết. Vẫn nguyên bản, chưa tháo ra bao giờ. Đấy, cầu này. Toàn cầu Chaco. 2, 5, 6 có hết. À, lốc mới trục đây. Bánh răng bánh dưa đầy đủ hết.
bơm cao áp này, cụ đề, máy bơm hơi này, đây là cục bịt bô, cục bịt bô của CC, CC, CB, CA. Ống xạ, cổ xạ, turbo. Đây em đang quay số cho bác xem nhé. Đây. Còn đây là cabin. Cabin này là cabin Xen nha các bác nha. Cabin Xen này. Còn con này là 206. Đây cabin Chaco đây. Rất nhiều độ. Còn cabin này thì đút công từ bên Hàn Quốc về nên là nhiều những chỗ nó hay bị móc méo một tí. Đây, ví dụ như chỗ này. Còn kia cầu kìa. Các loại. Nè. Xen này, cha cô Xen nhé. Rất đẹp. Nè, 3,5 tấn này, cả máy, cả số, cả cabin này. Thôi em dừng video đây nhá. Các bác nào thấy video hay thì chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ nha. Chào các bác. Đây các bác, cái bot này em lấy hộ với ông bạn ở Bình Phước đây. Các bác thấy bot đẹp không? Đấy. Rồi, bây giờ em nói sơ qua về cách chọn những cái bot bãi cho các bác xem. Các bác nào mà thấy video hay thì đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ cho Gala Phương Quang nha. Đấy, đầu tiên thì các bác nhìn sơ qua cái bot, những cái nào mà không bị chảy dầu, đây như cái này này là không bị chảy dầu rồi. Và những con ốc này nguyên bản này, đấy đấy là cái nhìn đầu tiên. Còn đến cái thứ hai là quay, bác cầm, bác quay, đấy, phải nhẹ nhàng, đấy con thấy không, quay nhẹ nhàng. Cái thứ hai, còn cái quan trọng nhất là các bác lắc này, bác lắc cái cổ lo này nhẹ nhàng và nó không dơ. Đấy, các bác thấy không? Đấy, độ dơ của nó rất ít. Nhưng con nào mà nó có độ dơ nhiều mà lắc nó cọc vậy là không được. Nắp trên xe là nó đánh lái nào nó rất hay bị dơ và hay bị sàng lái. Đấy, các bác nào mà cứ chọn theo cách của em thì em đảm bảo 100% là ok. Đấy. Còn cái thứ tư nữa là các bác tháo này ra, các bác quay này, những cái ống dầu của nó này là không được dính nước. Bởi vì sao? Bởi vì những cái bon này nó cắt từ trên xe xuống hoặc là trên Hàn Quốc mang về là nó hay để những chỗ mà nó hay để giờ ngoài giờ ấy, nó hay bị nước mưa nó vào. Đấy, nước mưa nó vào thì là nó hay bị dỉ dỉ ở trong này, dỉ trong lòng bon này, xi lanh này, là những cái bon đấy là coi như vứt đi. À,
Đấy, các bạn thấy bon đẹp không? Quá đẹp luôn. Đấy, con bon này mà lắp lên xe đảm bảo 100% ăn tiền luôn này. Đấy, các bạn thấy độ dừa. Đấy, em quay nhẹ cái mà bàn tay anh nó đã nhích rồi. Đấy, mà quay rất nhẹ nhàng. Đấy, các bạn thấy nhẹ nhàng luôn. Đấy, cầm bàn tay quay nhẹ nhàng. Đấy, tay quay được. Đấy, các bạn thấy. Đấy, cầm đẩy nhẹ. Rất ok. Rồi, em xin được dừng video ở đây nhá. Các bác nào mà thấy video hay thì chia sẻ và đăng kênh ủng hộ. Các bác đăng ký kênh thì nhớ bấm chuông để có những video mới nhất của Gala Khuynh Quang nha. Em chào các bác.